Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày 1 tây tháng 11 năm 2015, chúng tôi đang có mặt tại nhà của kỹ sư Đỗ Thành Công. Bởi vì tối ngày hôm qua lúc khoảng 8 giờ tối, ở trên Facebook thì kỹ sư Đỗ Thành Công có đưa lên một bài là cần thu hồi trẻ xanh US Green Card của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên chúng tôi đến đây để tìm hiểu thêm về những cái sự kiện này. Xin ông có thể cho biết là tại sao ông lại nghĩ ra cái dự án như thế này ạ? Dạ vâng, thưa anh Mỹ Lợi và quý khán giả của Đài Việt Vùng Vịnh, thì như chúng ta đã biết, trong hơn 10 năm qua, chính phủ Mỹ đã mở ra cái chính sách là cho Việt Nam gửi học sinh qua đây du học. Đồng thời nó có những cái chính sách mà vấn đề di dân, vấn đề làm ăn business, hay nói cách khác là chính phủ Mỹ họ mở cửa để có một sự giao thương giữa hai quốc gia. Thì trong khoảng 10 năm trở lại đó thì chúng ta thấy có một số cái tình trạng nó nổi bật để cho các đồng hương, người Việt tị nạn cũng như cá nhân tôi quan tâm. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng có rất nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng những cái tình trạng mở cửa như vậy. Họ đã đi qua Mỹ sinh sống, có visa, có thẻ xanh, và sau một thời gian 5 năm sống tại Mỹ, họ cũng có quốc tịch Mỹ. Cái điều mà nó bất bình thường là những người này, thứ nhất, họ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là trong số họ đã có những cái hành động đàn áp lại những người đấu tranh cho tự do dân chủ, hay là họ vi phạm nhân quyền. Và trong suốt thời gian mà họ là những cái người đảng viên như vậy đó, thì họ lợi dụng cái quyền hành của mình, họ có thể là tham nhũng. Tại là những tài sản của họ có được, họ chuyển ra nước ngoài, chuyển qua Mỹ, làm ăn, buôn bán, mua bất động sản. Nói cách khác là chúng ta có một cái hiện tượng là những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tìm cách thoát ra khỏi nước Việt Nam, sống tại Mỹ. Trong đó một cái điều mà rất đáng phàn nàn là có nhiều người trong số họ có tiền bạc rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn có thể khai income hay là không có lợi tức. Và vì vậy họ hưởng những cái quy chế gọi là quy chế về y tế miễn phí. Thành ra với cái sự mà hưởng những cái quy chế như vậy đó, thì nó tạo ra một cái tình trạng là, thứ nhất, nó gây ra cái vấn đề là thâm thủng ngân sách của tiểu bang California, và điều quan trọng nhất là nó vi phạm cái chính sách về vấn đề di dân của nước Mỹ. Thành ra với cái cương vị là một cái người nhìn thấy cái vấn đề trong cái khía cạnh của cộng đồng Việt Nam, nhìn thấy cái sự lợi dụng khai man và cái sự hoành hành của những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ở nước Mỹ, thành ra tôi quyết định là tung ra hay là gửi ra một cái resolution, một cái đề nghị là nếu tôi đắc cử cái chức dân biểu tiểu bang California thì tôi sẽ dùng đủ mọi cách để báo động cái tình trạng lũng đoạn, khai man của tầng lớp đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, và sẽ tìm đủ mọi cách thu hồi cái quyền sống tại nước Mỹ, hay nói cách khác chúng ta sẽ thu hồi cái thẻ xanh của họ, gọi là cái permanent resident của những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại nước Mỹ. Như vậy thì theo luật của Mỹ thì ai không có đủ tiêu chuẩn để du nhập vô Mỹ à? Theo cái quy định của Sở Di trú, họ nói rất là rõ là tất cả những cái quốc gia cộng sản, những cái nước độc tài, những cái nước toàn trị, hay là tất cả những cái thành phần tổ chức có liên hệ đến Đảng Cộng sản Việt Nam đều có thể bị từ chối đi vào nước Mỹ. Thí dụ, những người tham gia thành đoàn Cộng sản Việt Nam, cái thành đoàn là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn coi như là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra cái quy định trong cái Sở Di trú họ nói là những tổ chức nào có liên hệ đến Đảng Cộng sản Việt Nam, đến liên hệ đến những cái Đảng Cộng sản, thì những tổ chức đó nếu chúng ta xác minh được rằng họ có những cái vi phạm về mặt mà chẳng hạn như là khủng bố, đàn áp nhân quyền, thì họ không hội đủ điều kiện để đi vào nước Mỹ. Cho nên khi họ xin visa, làm cái hồ sơ thủ tục đi vào nước Mỹ, thì họ phải điền rằng họ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay là đảng viên các quốc gia khác hay không. Nếu họ điền là họ là đảng viên thì họ sẽ bị từ chối. Chính vì vậy cho nên những người nào mà là đảng viên Đảng Cộng sản ở trong cái trường hợp này Việt Nam thì họ đều không có khai, cho nên họ sẽ được cấp visa. Và khi họ cấp visa vô Mỹ rồi một thời gian thì họ sẽ trở thành thường trú nhân của Mỹ. Và khi trở thành thường trú nhân của Mỹ rồi một thời gian, họ trở thành công dân Mỹ. Trên nguyên tắc đã vi phạm cái luật di dân của nước Mỹ. Tức là đối với những người nào mà đã từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay là đảng viên Đảng Cộng sản các quốc gia khác, thì họ không hội đủ tiêu chuẩn ngay từ thuở ban đầu để đi vào nước Mỹ. Đó, cho nên dựa vào những cái nguyên tắc như vậy, và đây là cái luật của di dân, cái luật của Sở Di trú nói rất là rõ là nếu quý vị là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quý vị vào nước Mỹ và quý vị khai man, và nếu vì bất cứ lý do gì chúng tôi biết được quý vị khai man, quý vị là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay là đảng viên Đảng Cộng sản bất cứ quốc gia khác, thì cái quyền được có thẻ xanh, cái quyền trở thành permanent resident, cái quyền trở thành công dân nước Mỹ
có thể bị tịch thu, có thể bị thu hồi. Đó là vấn đề nguyên tắc. Vấn đề còn lại của chúng ta ở cương vị của người Việt tị nạn hay là ở cương vị của tất cả những đồng bào người Việt trong và ngoài nước là chúng ta phải xác định được người đó có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không. Tôi nói thí dụ Nguyễn Thị Thanh Phượng, con của Nguyễn Tấn Dũng, cô ấy đã xác minh rất là rõ cô ấy là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cái chứng cứ đó nó không phải là vấn đề chúng ta đặt ra nữa, mà ai cũng biết cô ấy là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở cái tư cách là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cô ấy không có tư cách đi vào nước Mỹ, xin visa cũng phải bị từ chối, huống chi trở thành permanent resident. Thì đó là những cái vấn đề đặt ra khi chúng ta đặt ra, chúng ta điều tra và chúng ta đặt vấn đề với Bộ Ngoại giao, hay đặt vấn đề với lại Sở Di trú, hay đặt vấn đề thẳng với lại Tòa đại sứ Mỹ của tại Việt Nam. Thì đây là những vấn đề chúng ta cần phải lọc lại hồ sơ để cho thấy rằng trong cái quá trình mà Nguyễn Thị Thanh Phượng qua Mỹ, cô ấy đã không khai là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì không khai là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cô ấy mới lọt lưới. Chứ còn nếu cô ấy khai rằng cô là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi không nghĩ rằng tòa đại sứ có đủ can đảm để cho cô ấy nhận cái visa để trở thành đi qua nước Mỹ hay là trở thành permanent resident. Đó là thực tế. Thưa ông, thưa gần đây tại San Jose có rộ lên cái vụ của bà Thu Hồng làm ở nhà hàng gì đó. Thì theo ông thì bà Thu Hồng này đã không còn là đảng viên nữa. Thì trường hợp của bà đi qua bên này thì có phạm luật hay không? Dạ vâng, cái người này theo thông tin tôi được biết đó, thì cô ấy là Hồ Thị Thu Hồng, tức là đã từng là chủ nhiệm cái tờ báo thể thao tại Việt Nam. Thì ở cái cương vị là chủ nhiệm tờ báo thể thao thì bà ấy phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái điều đó là không có có thể phủ nhận. Đó. Thì cái thông tin sau cùng cho nói rằng người này không còn là đảng viên nữa thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là theo thông tin tôi được biết thì bà ấy đã bị trục xuất ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây 2 năm. Nếu bị trục xuất ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây 2 năm thì theo cái quy định của Sở Di trú nó nói rất là rõ là nếu một người nào đó là đảng viên của Đảng Cộng sản đang cầm quyền thì cái thời hạn để họ được vào nước Mỹ là họ phải ra khỏi đảng trong vòng 5 năm. Thì trong trường hợp bà Hồ Thị Thu Hồng này đó chỉ mới 2 năm thôi, thành ra bà đã vi phạm cái luật. Nếu thật sự là bà là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như theo thông tin chúng ta biết thì bà đã vi phạm cái luật khai mang để có hồ sơ đi vào nước Mỹ, là bởi vì theo cái luật quy định phải bỏ đảng trong suốt 5 năm chứ không phải 2 năm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, nó chỉ có thể cho phép những người nào gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay đảng viên Đảng Cộng sản các quốc gia khác thời hạn 2 năm để mới có thể đi vào nước Mỹ nếu Đảng Cộng sản không phải là đảng cầm quyền. Trong trường hợp này Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, thành ra cái thời hạn 3-5 năm nó áp dụng lên cái trường hợp của bà Hồ Thị Thu Hồng. Cho nên bà Hồ Thị Thu Hồng theo thông tin chúng tôi được biết là bà bị ra khỏi đảng chỉ cách đây 2 năm thôi, tức là bà vào Mỹ bà đã vi phạm cái luật visa của nước Mỹ. Thưa anh, với tình trạng mà đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khai rằng mình không phải đảng viên để được vào Mỹ thì tiểu bang California sẽ bị ảnh hưởng thất thoát như thế nào? Dạ vâng, thì thật ra California hàng năm đó họ có một cái ngân khoản để chi cho cái nó gọi là Medi-Cal, tức là những cái y tế mà không có tốn tiền của tiểu bang California, thì hàng năm á, cái ngân khoản của họ khoảng 60 tỷ đô la. Thì trong số 60 tỷ đô la này á, thì họ tính ra là cái sự thất thoát do vấn đề gian lận, do vấn đề khai mang, do vấn đề không có bệnh mà báo bệnh, hoặc là không hội đủ tiêu chuẩn để hưởng những cái quyền trợ cấp y tế đó, thì nó thất thoát khoảng 1 tỷ đô la. Thì chúng ta nhìn cái vấn đề chúng ta thấy rằng trong số 1 tỷ đô la đó nó có những cái số tiền đã chi cho những người gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Là bởi vì những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đó họ có tiền, khi mà họ qua Mỹ, họ khai mang, họ sống, họ có cái permanent resident hay là có thẻ xanh, họ bệnh hay là không bệnh họ cũng báo bệnh để chi, để họ được hưởng cái nền y tế, cái nền y tế số 1 của thế giới được hưởng và miễn phí. Thành ra đó là một sự bất công, và trong cái số tiền mà chúng ta chi ra khoảng 1 tỷ cho những cái người mà khai mang đó thì tôi nghĩ rằng nó có ít nhất cũng là vài chục triệu hay là vài trăm triệu cho những người gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai là người đóng thuế, ai là người chịu số tiền đó? Thiết là nhân dân Mỹ. Thứ nhì là những người công dân của nước Mỹ tại California, trong đó có người Việt, người Mỹ gốc Việt như chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta đi làm, chúng ta đóng thuế và một phần trong số tiền thuế của chúng ta đó trở ngược lại để mà nuôi dưỡng cho những thành phần đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam qua đây tìm mọi cách để mà khai mang và hưởng những cái nền y tế của nước Mỹ. Tôi nghĩ thứ nhất về mặt nguyên tắc, về mặt luật thì điều đó là nó sai trái. Và vì nó sai trái như vậy, ở cương vị của một người là ứng cử viên của tiểu bang California, tôi sẽ làm rất là ra lễ để mà chúng ta tránh đi cái tình trạng bị thất thoát, bị khai mang. Và những người nào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không có tư cách gì mà khai mang để có thể hưởng những cái quyền lợi y tế như vậy. Thưa ông nói nếu ông đắc cử thì ông sẽ làm cho ra rẻ, thì ông tính thực hiện như thế nào ạ? Dạ vâng, thì tôi dự trù là nếu tôi được sự ủng hộ của quý đồng hương,
và tôi đắc cử cái chức dân biểu tiểu bang California, thì có nhiều vấn đề tôi sẽ phải làm việc, nhưng mà một trong những ưu tiên đầu tiên của tôi là giải quyết các vấn đề là những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khai man lý lịch để có visa để trở thành công dân của Mỹ hay là trở thành thường trú nhân. Thì điều đầu tiên nhất là tôi sẽ liên lạc với Bộ Ngoại giao, liên lạc với lại bên sở di trú và đặt vấn đề cho họ, bởi vì cái này nó không phải là cái vấn đề luật mới mà nó là những cái luật cũ nó đã có rồi. Cái trách nhiệm của chúng ta ở cương vị là người dân biểu của tiểu bang California, tôi sẽ lấy tất cả những cái danh sách hồ sơ tất cả những người gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang cư trú tại nước Mỹ, và khi chúng ta có những hồ sơ đó thì điều rất là đơn giản là chúng ta sẽ gặp họ trình bày cái tình trạng. Thứ nhất, giải quyết cái vấn đề khai man để bảo đảm được cái hệ thống luật pháp nó không có bị là ảnh hưởng. Thứ nhì, tránh đi cái vấn đề thất thoát hàng năm 1 tỷ đô la của nước Mỹ về vấn đề khai man, sử dụng, lạm dụng cái quyền và hưởng cái quyền y tế. Và thứ ba, nó tránh đi cho người dân nước Mỹ hay cho cả người dân Việt chúng ta cái vấn đề là phải nai lưng ra đóng thuế cho những thành phần mà gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà chúng ta đã bỏ trốn chạy. Trong tương lai, ở cái cương vị là dân biểu tiểu bang California, đây là cái vấn đề nó không phải là tiểu bang nữa mà nó là liên bang. Thì là tôi sẽ làm việc với lại những dân biểu liên bang, chẳng hạn như bà dân biểu Joe Laughlin, những cái bà dân biểu ở tiểu bang California, những người nó quan tâm đến vấn đề nhân quyền, vấn đề dân quyền. Thì là với cái sự làm việc giữa hai bên gọi là tiểu bang California và liên bang, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ áp lực Bộ Tư pháp, áp lực chính phủ Mỹ để họ giải quyết cái vấn đề hồ sơ này. Bởi vì nó không phải đơn giản, nhưng mà vì chúng ta không có đặt ra những cái luật lệ mới, chúng ta chỉ đưa ra cái vấn đề yêu cầu họ khiếu nại, yêu cầu họ giải quyết. Và với sự tiếp tay của tất cả quý đồng hương, những người Việt Nam ở trong nước cung cấp cho chúng tôi những cái danh sách, những cái hồ sơ của những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang sinh sống tại nước Mỹ. Và hiện nay sau khi chúng tôi công bố ra cái thư này ở trên Facebook, thì thưa quý đồng hương, chỉ trong vòng nửa ngày thôi là chúng tôi đã có gần 500 cái like và trên gần 150 cái quý đồng hương đã tiếp tay share cái vấn đề này. Thật ra tôi nghĩ rằng, và có rất nhiều người trong nước Việt Nam đã cung cấp cho tôi hồ sơ những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đây đang sống tại Mỹ. Thành ra về lâu về dài, nếu tôi đắc cử, tôi sẽ giải quyết vấn đề này rất là hiệu quả và nhanh chóng, và quý đồng hương sẽ thấy những cái tin mừng. Những người nào gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang sinh sống tại Mỹ, họ sẽ phải trở về nước Mỹ, trở về lại Việt Nam, và đó là điều chắc chắn nếu chúng ta có hồ sơ trong tay. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Tổ Thành Công đã chia sẻ. Dạ, xin cảm ơn ông. Dạ, xin cảm ơn anh Lợi và Việt Vùng Vinh. Khi trở thành thường trú nhân của Mỹ rồi một thời gian, họ trở thành công dân Mỹ, trên nguyên tắc đã vi phạm cái luật di dân của nước Mỹ. Tức là đối với những người nào mà đã từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay là đảng viên Đảng Cộng sản các quốc gia khác, thì họ không hội đủ tiêu chuẩn ngay từ thuở ban đầu để đi vào nước Mỹ. Đó, cho nên dựa vào những cái nguyên tắc như vậy, và đây là cái luật của di dân, cái luật của sở di trú nói rất là rõ là nếu quý vị là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quý vị vào nước Mỹ và quý vị khai man, và nếu vì bất cứ lý do gì chúng tôi biết được quý vị khai man, quý vị là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay là đảng viên Đảng Cộng sản bất cứ quốc gia khác, thì cái quyền được có thẻ xanh, cái quyền trở thành permanent resident, cái quyền trở thành công dân nước Mỹ có thể bị tịch thu, có thể bị thu hồi. Đó là vấn đề nguyên tắc. Vấn đề còn lại của chúng ta ở cương vị của người Việt tị nạn hay là ở cương vị của tất cả những đồng bào người Việt trong ngoài nước là chúng ta phải xác định được người đó có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không. Tôi nói thí dụ Nguyễn Thị Thanh Phượng, con của Nguyễn Tấn Dũng, cô ấy đã xác minh rất là rõ cô ấy là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cái chứng cứ đó nó không phải là vấn đề chúng ta đặt ra nữa, mà ai cũng biết cô ấy là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở cái tư cách là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cô ấy không có tư cách đi vào nước Mỹ, xin visa cũng phải bị từ chối, huống chi trở thành permanent resident. Thì đó là những cái vấn đề đặt ra, khi chúng ta đặt ra, chúng ta điều tra và chúng ta đặt vấn đề với Bộ Ngoại giao, hay đặt vấn đề với lại Sở Di trú, hay đặt vấn đề thẳng với lại Tòa đại sứ Mỹ của tại Việt Nam. Thì đây là những vấn đề chúng ta cần phải lật lại hồ sơ để cho thấy rằng trong cái quá trình mà Nguyễn Thị Thanh Phượng qua Mỹ, cô ấy đã không khai là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì không khai là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cô ấy mới lọt lưới. Chứ còn nếu cô ấy khai rằng cô là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi không nghĩ rằng tòa đại sứ có đủ can đảm để cho cô ấy nhận cái visa để trở thành đi qua nước Mỹ hay là trở thành permanent resident. Đó là thực tế. Thưa ông, thưa gần đây tại San Jose có rộ lên cái vụ của bà Thu Hồng làm ở nhà hàng gì đó. Thì theo ông thì bà Thu Hồng này đã không còn là đảng viên nữa. Thì trường hợp của bà đi qua bên này thì có phạm luật hay không? Dạ vâng, cái người này theo thông tin tôi được biết đó, thì cô ấy là Hồ Thị Thu Hồng, tức là đã từng là chủ nhiệm cái tờ báo. Vì vậy họ hưởng những cái quy chế gọi là quy chế về y tế miễn phí. Thành ra với cái sự mà hưởng những cái quy chế như vậy đó, thì nó tạo ra một cái tình trạng là thứ nhất, nó gây ra cái vấn đề là thâm thủng ngân sách của tiểu bang California, và điều quan trọng nhất là nó vi phạm cái chính sách về vấn đề di dân
của nước Mỹ. Thật là với cái cương vị là một cái người nhìn thấy cái vấn đề trong cái khía cạnh của cộng đồng Việt Nam, nhìn thấy cái sự lợi dụng khai man và cái sự hoàn thành của những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ở nước Mỹ, thành ra tôi quyết định là tung ra hay là gửi ra một cái resolution, một cái đề nghị là nếu tôi đắc cử cái chức dân biểu tiểu bang California thì tôi sẽ dùng đủ mọi cách để báo động cái tình trạng lũng đoạn khai man của tầng lớp đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ tìm đủ mọi cách thu hồi cái quyền sống tại nước Mỹ, hay nói cách khác chúng ta sẽ thu hồi cái thẻ xanh của họ, gọi là cái permanent resident của những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại nước Mỹ. Như vậy thì theo luật của Mỹ thì ai không có đủ tiêu chuẩn để du nhập vô Mỹ à? Theo cái quy định của Sở Di trú, họ nói rất là rõ là tất cả những cái quốc gia cộng sản, những cái nước độc tài, những cái nước toàn trị, hay là tất cả những cái thành phần tổ chức có liên hệ đến Đảng Cộng sản Việt Nam đều có thể bị từ chối đi vào nước Mỹ. Thí dụ, những người tham gia thành đoàn Cộng sản Việt Nam. Cái thành đoàn là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoặc là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn coi như là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra cái quy định trong cái Sở Di trú họ nói là những tổ chức nào có liên hệ đến Đảng Cộng sản Việt Nam, đến liên hệ đến những cái Đảng Cộng sản, thì những tổ chức đó nếu chúng ta xác minh được rằng họ có những cái vi phạm về mặt mà chẳng hạn như là khủng bố, đàn áp nhân quyền, thì họ không hội đủ điều kiện để đi vào nước Mỹ. Cho nên khi họ xin visa, làm cái hồ sơ thủ tục đi vào nước Mỹ, thì họ phải điền rằng họ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay là đảng viên các quốc gia khác hay không. Nếu họ điền là họ là đảng viên thì họ sẽ bị từ chối. Chính vì vậy cho nên những người nào mà là đảng viên Đảng Cộng sản ở trong cái trường hợp này Việt Nam thì họ đều không có khai, cho nên họ sẽ được cấp visa. Và khi họ cấp visa vô Mỹ rồi một thời gian thì họ sẽ trở thành thường trú nhân của Mỹ và thể thao tại Việt Nam. Thì ở cái cương vị là chủ nhiệm tờ báo thể thao thì bà ấy phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái điều đó là không có có thể phủ nhận. Đó. Thì cái thông tin sau cùng cho nói rằng người này không còn là đảng viên nữa thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là theo thông tin tôi được biết thì bà ấy đã bị trục xuất ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây 2 năm. Nếu bị trục xuất ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây 2 năm thì theo cái quy định của Sở Di trú nó nói rất là rõ là nếu một người nào đó là đảng viên của Đảng Cộng sản đang cầm quyền thì cái thời hạn để họ được vào nước Mỹ là họ phải ra khỏi đảng trong vòng 5 năm. Thì trong trường hợp bà Hồ Thị Thu Hồng này đó chỉ mới 2 năm thôi, thành ra bà đã vi phạm cái luật. Nếu thật sự là bà là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như theo thông tin chúng ta biết thì bà đã vi phạm cái luật khai man để có hồ sơ đi vào nước Mỹ, là bởi vì theo cái luật quy định phải bỏ đảng trong suốt 5 năm chứ không phải 2 năm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, nó chỉ có thể cho phép những người nào gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay đảng viên Đảng Cộng sản các quốc gia khác thời hạn 2 năm để mới có thể đi vào nước Mỹ nếu Đảng Cộng sản không phải là đảng cầm quyền. Trong trường hợp này Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, thành ra cái thời hạn 3-5 năm nó áp dụng lên cái trường hợp của bà Hồ Thị Thu Hồng. Cho nên bà Hồ Thị Thu Hồng, theo thông tin chúng tôi được biết là bà bị ra khỏi đảng chỉ cách đây 2 năm thôi. Tức là bà vào Mỹ, bà đã vi phạm cái luật visa của nước Mỹ. Thưa anh, với tình trạng mà đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khai rằng mình không phải đảng viên để được vào Mỹ thì tiểu bang California sẽ bị ảnh hưởng thất thoát như thế nào? Dạ vâng, thì thật ra California hàng năm đó họ có một cái ngân khoản để chi cho cái nó gọi là Medi-Cal, tức là những cái y tế mà không có tốn tiền của tiểu bang California, thì hàng năm á, cái ngân khoản của họ khoảng 60 tỷ đô la. Thì trong số 60 tỷ đô la này á, thì họ tính ra là cái sự thất thoát do vấn đề gian lận, do vấn đề khai man, do vấn đề không có bệnh mà báo bệnh, hoặc là không hội đủ tiêu chuẩn để hưởng những cái quyền trợ cấp y tế đó, thì nó thất thoát khoảng 1 tỷ đô la. Thì chúng ta nhìn cái vấn đề, chúng ta thấy rằng trong số 1 tỷ đô la đó nó có những cái số tiền đã chi. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày 1 tây tháng 11 năm 2015, chúng tôi đang có mặt tại nhà của kỹ sư Đỗ Thành Công. Bởi vì tối ngày hôm qua lúc khoảng 8 giờ tối, ở trên trang Facebook thì kỹ sư Đỗ Thành Công có đưa lên một bài là cần thu hồi thẻ xanh US Green Card của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên chúng tôi đến đây để tìm hiểu thêm về những cái sự kiện này. Xin ông có thể cho biết là tại sao ông lại nghĩ ra cái dự án như thế này ạ? Dạ vâng, thưa anh Mỹ Lợi và quý thính giả của Đài Việt Phùng Vịnh, thì như chúng ta đã biết, trong hơn 10 năm qua, chính phủ Mỹ đã mở ra cái chính sách là cho Việt Nam gửi học sinh qua đây du học.
Đồng thời nó có những cái chính sách mà vấn đề di dân, vấn đề làm ăn business, hay nói cách khác là chính phủ Mỹ họ mở cửa để có một sự giao thương giữa hai quốc gia. Thì trong khoảng 10 năm trở lại đó thì chúng ta thấy có một số cái tình trạng nó nổi bật để cho các đồng hương, người Việt tị nạn cũng như cá nhân tôi quan tâm. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng có rất nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng những cái tình trạng mở cửa như vậy, họ đã đi qua Mỹ sinh sống, có visa, có thẻ xanh, và sau một thời gian 5 năm sống tại Mỹ họ cũng có quốc tịch Mỹ. Cái điều mà nó bất bình thường là những người này, thứ nhất họ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là trong số họ đã có những cái hành động đàn áp lại những người đấu tranh cho tự do dân chủ, hay là họ vi phạm nhân quyền. Và trong suốt thời gian mà họ là những cái người đảng viên như vậy đó thì họ lợi dụng cái quyền hành của mình, họ có thể là tham nhũng. Tại là những tài sản của họ có được họ chuyển ra nước ngoài, chuyển qua Mỹ, làm ăn buôn bán, mua bất động sản. Nói cách khác là chúng ta có một cái hiện tượng là những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tìm cách thoát ra khỏi nước Việt Nam, sống tại Mỹ. Trong đó một cái điều mà rất đáng phàn nàn là có nhiều người trong số họ có tiền bạc rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn có thể khai income hay là không có lợi tức cho những người gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Là bởi vì những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đó họ có tiền, khi mà họ qua Mỹ, họ khai mang, họ sống, họ có cái permanent resident hay là có thẻ xanh, họ bệnh hay là không bệnh họ cũng báo bệnh để chi? Để họ được hưởng cái nền ưu tế, cái nền y tế số 1 của thế giới được hưởng và miễn phí. Thành ra đó là một sự bất công. Và trong cái số tiền mà chúng ta chi ra khoảng 1 tỷ cho những cái người mà khai mang đó thì tôi nghĩ rằng nó có ít nhất cũng là vài chục triệu hay là vài trăm triệu cho những người gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai là người đóng thuế, ai là người chịu số tiền đó? Thiết là nhân dân Mỹ. Thứ nhì là những người công dân của nước Mỹ tại California, trong đó có người Việt, người Mỹ gốc Việt như chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta đi làm, chúng ta đóng thuế và một phần trong số tiền thuế của chúng ta đó trở ngược lại để mà nuôi dưỡng cho những thành phần đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam qua đây tìm mọi cách để mà khai mang và hưởng những cái nền y tế của nước Mỹ. Tôi nghĩ thứ nhất về mặt nguyên tắc, về mặt luật thì điều đó là nó sai trái. Và vì nó sai trái như vậy, ở cương vị của một người là ứng cử viên của tiểu bang California, tôi sẽ làm rất là ra lễ để mà chúng ta tránh đi cái tình trạng bị thất thoát, bị khai mang. Và những người nào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không có tư cách gì mà khai mang để có thể hưởng những cái quyền lợi y tế như vậy. Thưa ông nói nếu ông đắc cử thì ông sẽ làm cho ra rẻ, thì ông tính thực hiện như thế nào ạ? Dạ vâng, thì tôi dự trù là nếu tôi được sự ủng hộ của quý đồng hương và tôi đắc cử cái chức dân biểu tiểu bang California thì có nhiều vấn đề tôi sẽ phải làm việc. Nhưng mà một trong những ưu tiên đầu tiên của tôi là giải quyết các vấn đề là những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khai mang lý lịch để có visa để trở thành công dân của Mỹ hay là trở thành thường trú nhân. Thì điều đầu tiên nhất là tôi sẽ liên lạc với Bộ Ngoại giao, liên lạc với lại bên Sở Di trú và đặt vấn đề cho họ. Bởi vì cái này nó không phải là cái vấn đề luật mới, mà nó là những cái luật cũ nó đã có rồi. Cái trách nhiệm của chúng ta ở cương vị là người dân biểu của tiểu bang California, tôi sẽ lấy tất cả những cái danh sách, hồ sơ tất cả những người gọi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang cư trú tại nước Mỹ. Và khi chúng ta có những hồ sơ đó thì điều rất là đơn giản là chúng ta sẽ gặp họ, trình bày cái tình trạng. Thứ nhất, giải quyết cái vấn đề khai mang để bảo đảm được cái hệ thống luật pháp nó không có bị là ảnh hưởng. Thứ nhì, tránh đi cái vấn đề thất thoát.